Vâng, xin chào các anh chị. Hôm nay thì Toàn lại nói về vấn đề là vay tiền. Không ai hỏi vay mượn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cả. Thực tế thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nó có tính bảo mật cao. Và nếu như mình gửi tiền ở đâu đó, để tiền ở đâu đó, tài sản thì người khác có thể thấy được sự giàu có của mình. Hoặc là có tiền, mình có tiền. Thì khi mình giàu có, mình có tiền thì người ta hỏi mình, người ta vay mượn đâu cũng là chuyện bình thường thôi nha. Còn nếu mà anh chị có một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, để là công ty bảo hiểm nhân thọ có 10, có một cái chứ có 5 cái, có 10 cái, thậm chí có 20 cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, để toàn bộ số tiền của mình hoặc là một phần trong cái năng lực tích lũy của mình ở bảo hiểm nhân thọ, để vừa để được gì, bảo vệ thu nhập, bảo vệ tài sản, chăm sóc sức khỏe, tích lũy vào đầu tư vân vân, thì cũng không ai biết là anh chị có tiền đó. Nhưng mà khi hữu sự xảy ra thì anh chị vẫn vẫn có thu nhập bình thường, anh chị vẫn bảo toàn được tài sản của mình và vẫn chăm sóc sức khỏe đầy đủ hết tất cả mọi thứ, không bao giờ anh chị thiếu bất cứ một cái quyền lợi gì hết. Và nếu như mà người ta thấy anh chị giàu thì người ta có thể mượn tiền, mượn này nọ, nhưng vân 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 sẽ không có bao giờ có chuyện ai đó tới nhà anh chị nói rằng tôi biết anh chị có rất nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bây giờ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó có giá trị hoàn lại, hoặc là anh chị có gì, có giá trị tài khoản hay là có giá trị đơn vị quỹ, thôi thì có giá trị tài khoản, có giá trị hoàn lại thì anh chị vay ra cho thông mượn. Không thể nào nói người khác đi vay trả lãi để cho mình mượn. Rồi cái thứ hai nữa, nếu mà nói là mình rút cái giá trị tài khoản hợp đồng từ UL rút ra thì mình cũng có trả những khoản phí, người ta không thể nói là anh chị rút ra cho tôi mượn rồi bắt mình trả phí nha. Và quỹ cũng thế, khi mà anh chị rút ra thì người ta cũng có tính phí, người ta không thể là nói mình là rút ra để rồi cho họ mượn, rút quỹ ra để cho họ mượn vân vân, tất cả những cái chuyện đó. Và khi mà mình nói là không, tất cả các tiền bạc tôi bỏ trong bảo hiểm nhân thọ, những người đầu tư chứng khoán như Toàn nói là có những cái khoản đầu tư trong chứng khoán là không rút ra được liền bây giờ. Mình cũng dễ dàng chia sẻ để mọi người hiểu rằng là gì, nói thật ra cho vay cho mượn nhiều khi mất tiền, mất luôn cả mối quan hệ, và mất cái quan trọng nhất mà thiệt hại nhất của nhà đầu tư như Toàn là mất đi cơ hội học tư, mất đi học kinh doanh để tạo dựng ra cái tài sản rất là lớn đó. Thì đó là cái gì, đó là đôi lời chia sẻ cho cái việc rằng là gì, bảo hiểm nhân thọ nó thực ra nó cũng là một cái gì, nó cũng là một cái tài sản, tuy nhiên không ai đi vay mượn cái tài sản được đó được hết trơn đó. Và đó là nơi mà anh chị có thể tích lũy, giữ gìn tài sản của mình để bảo vệ thu nhập, để bảo vệ tài sản của bản thân, tích lũy và đầu tư, và đặc biệt là trong suốt quá trình như vậy hiện nay của Đại Chi thì chăm sóc sức khỏe cho khách hàng rất là tốt thông qua các quyền lợi là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu, cũng như là bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, em hỗ trợ viện phí và hỗ trợ điều trị ung thư cho đến năm 80 tuổi. Thì tôi xin dừng cái video clip ngày hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.